Xin chào mọi người. Thì do mình mới đi làm về á, thì thằng em á nó lấy được cái ổ dọc dọc rồi nè mọi người. Mọi người thấy ổ dọc không? Đây. Nhưng mà nó cái dòi của nó bị trong quá trình lấy á, nó bị hư hết miếng rồi mọi người. Thấy mọi người coi thấy không? Để mình quay cận cảnh cho mọi người xem ha. Đây nè mọi người, này là ổ dọc dọc cái nè, nó có cái dòi á. Thì cái ổ này á, thật sự á, thì cũng phải là cái ổ mà mình quay ở clip ngắn đâu mọi người. Cái này là cái ổ khác nha mọi người. Cái ổ này á, thì chim nó đã lớn rồi, nó đã đi rồi, nó rời tổ rồi. Thì em nó mới thấy, nó mới thọc xuống. Chứ ổ mà còn chim sinh sống thì mình không có thọc đâu mọi người. Để mình tọc xuống như thế này để mình review cho mọi người xem cái tổ của nó. Sẵn tiện hôm nay thì mình giới thiệu luôn mọi người hai con bé nhà mình nha mọi người. Đây là hai con cá sấu quả tiễn nha mọi người. Đây nó nuôi chung với lại hai con cá lau kiến á, mấy con cá rô phi á, thì để là thức ăn cho tụi nó nha mọi người. Có hai con mình lúc mình mua về á là nó như nhau cỡ nhau nha mọi người, thì nuôi đến thời điểm hiện tại là cũng được 3-4 năm rồi mọi người. Mà một con nó bự vậy và một con nó nhỏ vậy đó mọi người, con kia nó dành ăn hết mọi người. Xin chào mọi người nha. Thì hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Mọi người thấy hay thì subscribe cho mình nha.